chui vào vàng bầu. Thì vàng bầu mình lúc này đó là có nhiều loại rồi, bầu hồ lô, rồi bầu dài, rồi su nữa các bạn, bầu Việt Nam. Dạ, bầu Việt Nam nữa. Cái này thiếu một cái, nếu mà có trồng thêm một cái dây bí ở đây nữa là đẹp nữa. Quá trời nhiều luôn. Đây nè các bạn. Tiêu bằng mình hái mà ông xã không biết đường quay luôn á. Biết tại sao? Tại nó tùm lum quá, mình đụng đâu mình thọt đó. Ừ. Cái màu nó tươi, đẹp quá. Đẹp quá ha. Công nhận đẹp thiệt á. Anh nghĩ củ này bự nhất nè. À, củ này bự nhất nè các bạn. Đây, củ này bự nhất nè. À, trời đã không? Wow. Các bạn. Quá. Wow. Mê gì đâu á. Đảo ha. Nó tròn do, sạch trơn, các bạn không bị sâu, không bị gì á. Không bị tì vết. Dạ. Hấp cái này ăn thử đây. Non chèo hả anh hả? Ừ. Mềm xèo ha. Ồ, chắc nó còn non. Wow. Wow. Quá trời đã luôn các bạn. Trời ơi, màu đẹp quá trời luôn. Ừ. Ừ. Ngọt. Chừng lụm ha. Có nhiều nước. Dạ. Cái củ dành vàng này nó dễ ăn hơn cái củ dành đỏ. Anh có cảm giác nó giống giống cái cà rốt, nó không có mùi như cà rốt thôi. Nhưng mà nó có nước, cái này nước, nó ngọt hơn. Ngọt hơn, ừ. Và nó không có bị sơ, nó giòn. Ừ, không sơ. Ừ, ăn thế là còn. Ừ. Chào các bạn, buổi chiều hôm nay trời rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái vàng của mình treo lủng lẳng nó càng đẹp hơn, phải không em? Dạ, đúng rồi. Hello, xin chào cả nhà. À, hôm nay hai vợ chồng mình ra vườn để mình thu hoạch cái củ dền màu vàng các bạn. Rất là bự rồi. Đây. Thì mình đem sẵn ra đây rồi ha. Mình trồng có hai chậu thôi nhưng mà rất là mê. Wow, nó vàng tươi, nhìn đã con mắt quá ha. Dạ, đây là lần đầu tiên mình trồng. Mà hồi xưa giờ ông xã mình chưa ăn qua. Thì để mình nhổ xong rồi mình sẽ hầm súp cho ông xã ăn thử nha. À, đó giờ anh nghĩ anh chưa có ăn cái này nữa. Để coi nó ngon cỡ nào. Dạ. Mà đặc biệt là mình trồng nó ngon cỡ nào không. Dạ. Với lại hôm nay thì mình sẽ thu hoạch một mớ đậu que. Đậu que hôm nay thì trái thì quá trời bao la luôn đó các bạn. Rất là nhiều luôn. Dạ. Vậy mình thu hoạch cái gì trước? Dạ thì bây giờ mình đi hái đậu que trước ha. Cái này thì nhổ rất là đơn giản cho nên mình để sau. Đậu que là một cái giống như mỗi lần đi thu hoạch đậu que rất là ngán. À. Ăn thì ngon nhưng mà hái thì cực lắm các bạn. Đúng rồi các bạn. Nhưng mà mỗi lần mình hái đậu que mình phải chui qua cái vàng này ha. Dạ, chui qua vàng bầu. Thì vàng bầu mình lúc này đó là có nhiều loại rồi, bầu hồ lô, rồi bầu dài, rồi su nữa các bạn. Bầu Việt Nam. Dạ, bầu Việt Nam nữa. Cái này thiếu một cái, nếu mà có trồng thêm một cái dây bí ở đây nữa là đẹp nữa. Bí đây các bạn. Bí thì đằng kia ha. Đây. Treo lủng lẳng đủ thứ hết ha. Thì dạ, đặc biệt đây là có mấy cái trái bí bơ, mình kêu bí bơ tiếng Việt cho nó dễ hiểu ha. Bí này bí Tây ha các bạn. Rất là bự luôn, mà cái này em nghĩ mai mốt nó màu vàng cũng rất là đẹp ha. Ừ. Nói chung là bí Tây, bí Ta, bí Tàu, bí gì cũng có hết. Gì cũng có hết, là bầu ngắn, bầu dài, bầu tròn gì cũng có hết. Nhưng mà nói chung anh khi mỗi lần anh chui qua đây anh thấy nó trẻ thêm mấy tuổi. Tại vì nó mát hay là tại vì thích? Nhưng mà sao người ta nhìn thấy anh nói kêu là anh là ông già không à? Ừ. Tại già rồi. Đây các bạn, thì đậu que của mình bữa nay quá trời luôn nè. Đậu que thì quá trời trái, thứ nhất là quá trời trái, thứ hai nữa là tại vì mình trồng nhiều loại cây quá cho nên nó tùm lum tùm la. Đây nè ông xã, coi nè. Đây, hai cái trước đi. Đúng rồi, nè các rất bạn. Là nhiều luôn các bạn. Anh phụ luôn đi, cho nó nhanh. Hai lại. Anh cầm cái camera thì quay rất là khó khăn. À, nè các bạn, quá trời trái luôn. Mà cái đậu que này ăn ngọt, ngon lắm mà khi ngon mà mình trồng đó. Mà anh thấy cái này mình nhìn á thì không có thấy mà khi ngày mai ngày mốt cái ra cái nó mọc lên rất là nhiều. Màu lớn quá đi. Quá, nói chung là nó màu lớn nhiều lắm, mình hái cho nên mình cũng lúc trước mình hái thì có như nó nhỏ xíu rồi các bạn nhớ không? Nè coi nè. À, lần này mình làm cái vàng này á là mình thấy nó cũng hơi thấp á các bạn, tại vì khi nó bò lên nó bò lên trên cái mình phải quấn nó xuống dưới. Đúng rồi. À. Thì cái đậu que này nếu mà các bạn mà trồng được ở bên ngoài á ha, mà trống á, mà cái vàng bò thoải mái á, trời ơi, chắc mình nghĩ là ăn hoặc nghĩ chứ không phải dẫn chơi đâu nè. Rất là nhiều luôn các bạn. À, bữa trước mình muốn làm đây trống trống đặng mà đi vô mép trong đây, nhưng mà giờ nó không vô nổi rồi. Tùm rồi. Quá trời. Mà đậu que này mình xào nó hơi vừa chín á các bạn, nó giòn á, ăn rất là ngon. Mình không có xách xào thịt gì hết trơn á, mà chỉ xách xào không vậy đó. Xào không vậy thôi các bạn. Mình không, hay là mình xào xíu xịt bò cho nó ra nước ngọt thôi. Mình không thích ăn. Wow, trời ngon lắm, tươi trong à. À, đây nè, trời ơi. Mà cái này thiếu đậu bún không sao ha? Ừ,
mình có trồng đậu bún mà nhưng sao nó không thấy nó lên. À, không biết nữa, nhiều khi người ta đưa cái hiệu nó là đậu bún nhưng thực sự nó là đậu que luôn. Ừ. Mày hái là hai tay luôn á. Cái này đậu leo là ở dưới, mấy dưới thì có đậu đậu bụi nữa các bạn. Nó trồng trọc tùm lum tùm la luôn. Đậu bụi thì nó không có bò, nó chỉ nó có bụi đó thôi. Ở đó nè. Quá trời nhiều luôn. Đây nè các bạn. Tiểu bằng mình hái mà ông xã không biết đường quay luôn á. Biết tại sao? Tại nó tùm lum quá, mình đụng đâu mình thoát đó. Ừ. Coi, không biết bữa nay đầy rổ không đây? Cũng có thể nửa rổ á. Ừ, cái loại trắng đó em, múc ở dưới có luôn á. Dạ. Mà cái loại trắng này á, ăn cũng ngon nhưng mà nó không bằng loại tròn. Loại tròn là ngon nhất nha các bạn. Thì bà xã mình thích loại tròn cho nên năm nay mình trồng loại tròn rất là nhiều. Hồi năm trước nữa mình trồng cái loại nhiều, nó mập mà nó dẹp dẹp mà nó dày dài. Trời ơi, cái loại đó các bạn, cái loại dẹp, đậu dẹp mà nó to, không dẹp dữ. Ừ. Nhưng mà nó trái, trời trái kinh dị luôn á. Nhưng mà cái loại đó ăn nó không có ngọt bằng cái đậu tròn này, mình thích hơn. Cái này nếu mà mình tưới nước thường xuyên đầy đủ, rồi mình có chỗ cho nó bò thường đầy đủ đó. Nó có trái rất là trễ luôn các bạn, mặc dù trời lạnh nhưng mà vẫn còn trái á. Ừ. Mình nhớ có khi nào ông xã mình trồng để cái vàng ở chính giữa của cái vườn này nè. Đúng rồi. Tới sáng ra nằm dưới đất á. Nó té. Xong rồi đỡ nó dậy. Cái đó thì mình chỉ dặm bằng cây tre trúc thô sơ. Mà nó nguyên một nó nằm xuống đất luôn, mắc cười. Rồi đấy, anh nè, cái trái này cũng ngam nè. Anh dở lên coi chừng nó gãy á. Nè, đây nè. Thấy không? Hôm nay là một rổ luôn nè các bạn, cái rổ của mình rất là to luôn á. Quá trời nhiều luôn. Cái này chắc còn hết hơn 2 kg á. Ờ, hơn á. Hơn á, rất là nhiều luôn. À, rất là non luôn. Phải mê thiệt á. Cái này thì mình đem vô mình xào với mình cho một ít ha. Rồi, thôi mình đi thu hoạch cái đặc biệt nữa. Dạ, thì bây giờ đi thu hoạch củ dền vàng. Một lần đầu tiên hai vợ chồng trồng ha. Đấy các bạn không? Đi qua đi lại thì cũng phải chui cái lủng lẳng cái vàng này ha. Mỗi lần chui qua cái mình thoải mái, cái mình trẻ thêm 1 tuổi nữa. Cái đó thì mình không biết có trẻ hơn. Nhưng mà mình chui qua thì có cái cảm giác là vừa hưởng thụ luôn á các bạn. Ừ. Mà một ngày ông Solomon chui qua chui lại biết bao nhiêu trăm lần mà cũng không trẻ nổi. Đúng rồi, một ngày ông Solomon chui qua chui lại còn mấy chục lần á, mà lần nào đi cũng phải ngắm mà giống như là hưởng thụ cái vàng của ảnh á. Wow, quá là nhiều hả các bạn. Thì bây giờ mình đi nhổ củ dền. Củ dền này là lần đầu tiên mình trồng, mà lúc đầu mình trồng ông xã mình cứ nói là em ơi cái này củ dền đỏ chứ đâu phải là vàng đâu. Cho nên là bây giờ mình trồng thành củ dền vàng ha các bạn. Ok, cái này mình nhổ lên cái mình tắt cắt cái cắt mấy cái rễ ra ha. Đúng rồi, thì mình nhổ cái củ nhỏ nhất chính giữa thì mình trồng trong chậu ha. Đó. 5 củ. Đó là các bạn. Wow, một vàng, màu vàng ngọt tươi à. Đẹp dễ sợ không? Ừ. Một chút mình cắt thử cho các bạn xem nha. Cắt làm hai luôn. Ừ. Các bạn. Mà mình nếu mà các bạn nào đã ăn củ dền đỏ rồi thì mà chưa ăn củ dền vàng thì các bạn có thử đi. Ăn các bạn thích hơn củ dền vàng, củ dền đỏ rất là nhiều, nó không có ra cái nước, ngọt hơn. Mà ăn cái thịt của nó rất là ngọt ha. Uh-huh. Ok, mình làm nhanh ha. Dạ. Củ dền này mình trồng khoảng 2 tháng rồi nha các bạn. Thì củ nó lớn vậy. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà các bạn trồng nào cái chỗ nào mà nó đủ cái nắng á, thì nghĩ rất là nhanh anh ha. Thích ánh nắng không? Dạ, khoảng 1.5 tháng là nó đẹp, nó tròn do, không bị hư gì hết. Thì mình nói củ dền thì đằng xa đó các bạn, ngay chỗ cái ô vuông giữa chỗ mình đó, mình hai bên là trồng củ dền đó các bạn, dền đỏ, dền vàng. Dạ. Mà hồi đó mình ương lên phải không em? Cái đó thì mình ương, còn cái này thì mình mua. Thì mình thấy cái củ dền này vàng đẹp quá cho nên mình mua cái hộp về mình ương nữa ha. Cái đó là mình trồng bao lâu rồi ta? Cái chính giữa đó hả? Mình trồng 3 tầng rồi đó. 3 tầng. Wow, anh thấy nó cũng bự rồi đó em. Bự rồi nè. Wow, cái củ này ngon nè. Cái này các bạn, củ dền này vàng, lúc mình mua cái hiệu nó vàng ha. Cái củ này nó thiệt, nó lớn còn hơn ở ngoài chợ nó bán luôn nha các bạn. Cái này nó kêu là golden không các bạn? Dạ. Yeah. Beet golden. Dạ các bạn. Wow. Golden màu vàng. Đó, trời ngon ha. Củ dền đỏ và hổm mình trồng ở chỗ đó hình như là thiếu nắng cho nên nó nhìn nó xấu xí không xã ha. Nó là con xấu xí. Anh thấy nó đạt tiêu chuẩn á. Đạt tiêu chuẩn bự nhưng mà cái dưới cái củ nó không có tròn do giống này mình thích hơn mà thấy không? Cái này thì nó đẹp giá hơn. Nó đạt tiêu chuẩn để bán ngoài chợ thôi chứ chưa đạt tiêu chuẩn của Solomon. Chảnh dễ sợ không? Đó. Cái củ này nè các bạn, đẹp vô cùng luôn. Wow, đã quá không? Quá trời đẹp không? Nói thiệt á. Thích luôn.
Rồi xong một chậu. Để cho mình chọn mấy cái nhỏ. Bây giờ thì từ từ cái những cái chậu của mình bị thu hoạch hết ha. Đúng rồi. Vậy bây giờ là từ từ gọn lại rồi, mình từ từ mình thu gọn lại để cứ cuối mùa thì nó đỡ hơn. Thì các bạn thấy bữa nay ông Thua Lamont rồi một cũng rất là giỏi ha. Thấy không? Cắt cỏ lắng ót ra. Trời phải. À. Ông Thua Lamont hay thích phe lắm, làm mới được cái gì là đúng phe rồi. Hết à. Ừ. Anh không có giữ trong lòng, hãy thấy cái gì là phe liền vậy đó. Công nhận cái củ dền này các bạn, nó chỉ có mấy cái rễ dưới đây thôi à, còn nhiêu đây nó lắng o à ha, không có rễ nhiều. Cho nên á, anh có khi anh lại anh lắc cái lá nó đó. Muốn lật lên luôn. Nó cũng như là muốn, nó muốn mình kéo nó rất là dễ dàng lên. À, nhỏ còn hai củ bự để dành. Nó có mấy cái cọng. Thấy không, đẹp thấy không. Cọng râu lia chia ra thôi. Dạ. Nhưng mà cái củ dền này nó không có rễ nhiều, nó không có ăn đất nhiều, cho nên là các bạn trồng trên chậu thoải mái luôn, không có sợ bị không thiếu sợ. Nước gì đâu. Đúng rồi, các em năm sau mình trồng trong chậu luôn. Dạ, cho nó đẹp mà dễ chăm sóc ha. Ừ. Đây, đất vẫn còn nha. Dinh dưỡng, nhiều dinh dưỡng quá. Wow, cái củ này là bự nhất hả? Wow, cái củ kia cũng bự nữa. Củ này, hai củ này là bự nhất nè. Đúng rồi. Cái màu nó tươi, đẹp quá. Đẹp quá ha. Công nhận đẹp thiệt á. Anh nghĩ củ này bự nhất nè. À, củ này bự nhất nè các bạn. Đây, củ này bự nhất nè. À, trời đã không? Wow. Các bạn. Quá. Nó có nhiều cái một cái... cái con con lên nè. Anh nghĩ mình lạng ở chỗ đó mình trồng lên nữa chắc nó liền á. Dạ thì hôm bữa cái cô ở bên Mỹ hỏi em là có trồng được không, cái đó thì mình không biết là nó có củ hay không, nó sống thì sống đó, nhưng mà không biết có củ không. Coi nè. Wow, mê gì đâu. Đã quá ha. Nó tròn vo sạch trơn, các bạn không bị sâu, không bị gì á. Không bị tì vết. Dạ, trời ơi mê gì đâu á. Này đạt chuẩn của ông Thua Lamont. Đạt chuẩn luôn á các bạn. Đó. À, bây giờ sao tự nhiên mặt trời nó ló ra này ha. Tự nhiên nắng lên. Thì đúng ra thì bây giờ cũng chưa có tối các bạn. Đó. Nhưng mà bữa nay trời cũng có một chút xíu mây, cho nên có khi mặt trời nó ẩn nó hiện. Đúng rồi, mình vô na vô mát vậy cho nó đỡ có phỉ chó ha. À, thì hôm nay hai vợ chồng của Thua Lamont thu hoạch được một mớ. Em nói em xẻ ra một cái không? Ừ, quên nữa ha, để mình lấy cái... Anh muốn em xẻ cái bự nhất hay cái nhỏ nhất? Thôi, xẻ cái nhỏ đi. Cái dao mình đâu ta? Tại vì mình... cái bự với cái nhỏ nó giống nhau các bạn. Nhưng đúng bề ngoài thì nó bự thôi. Thì ông Thua Lamont á thì hà tiện, cho nên ông Thua Lamont muốn là mình xẻ cái nhỏ thôi. Thì bây giờ đây là nguyên đảm ha, để mình dịch vô đây cho nó đẹp đẹp chút xíu. Nhiều đi. Lúc nhìn cái bự vậy chứ nó không có ngon đâu các bạn. Như ông Thua Lamont bự bự vậy chứ. Bụng phải không? Bụng lắm. Cho nên là thôi thì mình sẽ xẻ thử một cái trái. Đó, thôi trái nhỏ nhất đi ha. Đây nè các bạn. Lật lông ra. Lông ra. Wow, nó vàng ươm mà ha. À, các bạn, cái củ dền này nó nghe là nó rất là ngọt luôn á. Cái này vô mình hấp cái này ăn thử đây. Non chèo anh hả? Mềm xèo à? Ồ, chắc nó còn non. Wow. Wow. Quá trời đã luôn các bạn. Trời ơi, màu đẹp quá trời luôn. Cái này ăn sống được nha. Ăn sống được không? Được. Em bị ép em uống lắm, nói thiệt. Ăn thử không? Thử đi. Cái dao nó hơi bị dơ ha các bạn. Nhưng mà em cố tình em không có đụng cái miếng á. Nhưng mà không sao. Cái này là người ta kêu là... Ở dơ sống lâu. Nè. Cái vaccine đó các bạn. Nè, cho ông xã nè. Cái này là cái vaccine không? Mình ăn vậy đó, nó vaccine mình diệt vi trùng. Diệt vi trùng. Nó ngọt ta. Dạ, củ dền ngọt ngay à. Thì cái này á, hồi xưa là mình ít khi nào mình mua được cái củ dền đỏ, ý cái dền vàng này mình ăn lắm. Cho nên thường là mình mua cái dền đỏ về mình ép nước á, mình uống. Mấy các bạn nào bổ máu mà thiếu máu đó, thì mình ép cái này mình uống các bạn, rất là bổ ha. Và nhiều chất sắt. Và đặc biệt á, khi các bạn ép uống thì nó rất là ngọt, ngọt dữ luôn á. Ngọt giống như là cảm thấy là có đường á. Ăn thứ cái gì à? Mà nó ngọt, nó có vị ngọt các bạn. Ngọt lắm á. Thơm. Tay mình thì dính sình, nhưng mà mình sẽ không đụng trên đó, mình cắn phía trên thôi. Ngọt. Chân đụng ha. Có nhiều nước. Dạ. Cái củ dền vàng này nó dễ ăn hơn cái củ dền đỏ. Anh có cảm giác nó giống cái cà rốt, nó không có mùi như cà rốt rồi, nhưng mà nó có nước. Cái này nước, nó ngọt hơn. Ngọt hơn. Và nó không có bị sơ. Nó giòn. Không sơ. Ăn thế là còn.
Hồi đó giờ anh chưa ăn củ này. Chưa ăn hả? Em có thể nấu, anh ăn rồi, mình có thể nấu rồi nè, anh không có để ý. Nhưng mà anh đúng chưa rồi. Ăn sống như thế này. Chắc có thể anh tưởng cái củ gì đó. Tại vì nấu lên nó cũng có màu vàng lợt như thế này nè. Ở dưới thì nó còn vỏ, mình không ăn hả con? Rất là ngon, nó ngọt, rất là thanh. Ngon quá. Nên thì mình lấy cái này mình nấu súp rồi ăn là ba cháy á em ơi. Đúng rồi. Hầm súp không sao? Wow, mấy cái củ này là đặc tiêu chuẩn. Của ông Thu Lò Mo luôn á, chứ không phải là tiêu chuẩn mà về chợ đâu nha. Quá trời ngon. Đó. Bữa nay hai chồng Thu ạ. Nói chung là hái xong mới đậu que xong khỏe. Bây giờ đậu que đá nhiều quá hái mệt. Đậu que cũng đặc tiêu chuẩn luôn. Đúng rồi, quá trời quá đất luôn. Đó giờ anh chưa ăn cái củ vàng ngọt sống hả? Các bạn, hôm nay hai chồng thu hoạch được đậu que, đặc biệt củ vàng lần đầu tiên trồng mà đạt tiêu chuẩn như thế này, lần sau mà trồng ít hơn là coi như bị buồn đó nha. Thôi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xem, bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại, bye bye. Anh thích cái này đó đó, nhưng mà ở đằng kia còn hai hàng các bạn. Đúng rồi, bốn hàng. Đằng kia nó có hai ba loại, lần loại đỏ, loại vàng, rồi loại mà nó cứ quẩn ở trong á. Mai mốt mình nhổ thì mình sẽ cắt cho các bạn xem ở bên trong cái màu gì nha. Dạ, bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Wow, bây giờ trời nắng lên rất là đẹp luôn. Khi mà trời nắng lên thì cái vàng của mình nó càng đẹp nữa. Lại phê cái vàng. Ở đằng xa thì mây xanh không? Ăn cơm xong cái ra mình nằm võng. Không biết có thời gian không? Bye bye các bạn.